SUV địa hình dài hơn 5 mét, công suất 476 mã lực, tiêu thụ 2,67 lít xăng trên 100 km, giá hơn 1,1 tỷ đồng. Polestar 1 phiên bản 7 chỗ được có giá 349.900 nhân dân tệ, tương đương 1,141 tỷ đồng. Giá của phiên bản 6 chỗ là 359.900 nhân dân tệ, 1,173 tỷ đồng. SUV địa hình này cạnh tranh với Toyota Land Cruiser, Zetura Nhai T2, Dipan G318, BYD Fangcheng Bao 5 và Tank 400 Hy 4T. Polestar Automobile là công ty khởi nghiệp xe điện thuộc sở hữu của Rax Motor, một nhà sản xuất ô tô trẻ được Trang Dinh thành lập vào năm 2021. Các nhà cung cấp linh kiện hàng đầu của họ bao gồm Bosch, CATL, Continental và Valeo. Polestar 1 được sản xuất bởi công ty ô tô Bắc Kinh, BAV. Trong khi đó, thiết kế ngoại và nội thất của họ được đảm nhiệm bởi hãng xe Pininfarina của Italia. Kích thước của Polestar 1 lần lượt là 5050, 1980, 1869mm, chiều dài cơ sở 3010mm. Khả năng lội nước của nó ở độ sâu 700mm. Bộ la răng đường kính 20 hoặc 21 inch. Ngoại hình của nó khá giống với Land Rover Defender và Lexus GX. Cung cấp sức mạnh cho Polestar 1 là động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít cho công suất tối đa 154 mã lực. Động cơ này do Cinchina Power sản xuất, cùng với đó là hai động cơ điện. Tổng công suất hệ thống của SUV địa hình này lên tới 476 mã lực mô men xoắn cực đại 740 Nm. Hộp số 1 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp 2,67 lít trên 100 km. Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của Polestar 1 trong 5,5 giây, tốc độ tối đa 190 km/h. Xe sử dụng bộ pin do CATL cung cấp có công suất 56 kWh và có phạm vi hoạt động thuần điện ở mức 282 km. Nếu đổ đầy bình xăng 70 lít kết hợp với động cơ điện, phạm vi hoạt động của nó đạt 1.338 km. Polestar 1 còn mái che dạng bạt trên nóc giúp khách hàng có thể tháo lắp trong vòng 5 phút. Theo công ty, chiếc bạt này sẽ biến xe thành không gian ăn uống hoặc nghỉ dưỡng ngoài trời. Ở phiên bản 7 chỗ, khách hàng có thể gập hàng ghế thứ 2 và thứ 3 xuống và tạo thành một chiếc giường cỡ. Hệ thống lái xe hỗ trợ của Polestar 1 bao gồm một phiên bản tiêu chuẩn với 6 camera, 5 radar 6mm, 12 cảm biến siêu âm và một phiên bản nâng cao với chip Orin X kép, một máy quét lidar trên nóc, 2 lidar hai bên, 12 camera, 5 radar 6mm và 12 cảm biến siêu âm.